Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay tôi sẽ giảng tiếp theo phần kinh điển trong Phật giáo. Chúng ta sẽ tham khảo phần tiếp theo. Trên kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm trước chúng ta đã biết về Bồ Đề thấy tất cả các chư Bồ Đề và Bồ Tát, chư Phật là thường, ngoại giải thoát là vô thường và nội giải thoát là thường. Đạo cùng Bồ Đề và Niết Bàn đều gọi là thường. Đạo của nội đạo là thường. Đạo cùng Bồ Đề là thường tất cả chúng sanh vì bị vô lượng phiền não che đậy không thể nhận nên chẳng thể thấy được mà các chúng sanh vì nếu thấy được thì nên tu giới định huệ. Do tu hạnh nên thấy được đạo cùng Bồ Đề và Niết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát chứng đặng cùng Bồ Đề và Niết Bàn. Tánh lượng của đạo thật, của đạo thật chẳng sanh chẳng diệt. Vì tánh lượng do nghĩa này nên chẳng thở nắm lấy. Này thiện nam tử, đạo đều không hình, không sắc, thấy được, không thở, con lường biết. Nhưng thở có công dụng như tâm chúng sanh, dầu chẳng phải sắc, chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng phải thô, chẳng phải vệ tế, chẳng phải buộc hay chẳng phải mở, cũng chẳng phải pháp, cũng chẳng phải là pháp có thể thấy nhưng là có. Do nghĩa này nên Đức Phật và ông Tu Đạt Đa này trưởng giả, tâm là chứa thật. Trưởng giả nếu thấy chẳng giữ gìn tâm thiền, chẳng giữ gìn thân miệng, nếu giữ gìn tâm thời, giữ gìn thân miệng, bỗng chẳng giữ gìn thân miệng này làm cho chúng sanh bị xa vào ba đường ác đạo, mà ở đây là đường của súc sinh ác thú. Giữ gìn thân miệng thời làm cho chúng ta sanh đặng ở các cõi trời người và niết bàn, chúng ta gọi là chân thật. Còn ngược lại, nếu mà chẳng giữ gìn được thì gọi là chẳng chân thật. Đạo Bồ Đề cũng vậy, có cũng là thường, nếu như là không có thì làm sao có thể diệt được tất cả các phiền não, vì vậy là vô thường. Nhưng Bồ Tát và các chư Phật đều biết thấy rõ ràng đó. Trên đoạn kinh này chúng ta thấy được ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn nhắc cho chúng ta để dạy cho chúng ta là tánh lượng của đạo thật chẳng sanh chẳng diệt, chẳng sanh chẳng diệt. Đạo cùng Bồ Đề Niết Bàn thường bị vô lượng phiền não che đậy. Vô lượng phiền não che đậy bởi vì sự tham sân si mạn, si mơ, ngạo mạn, cố chấp, làm cho chúng ta bị vô minh. Khi bị vô minh che lấp thì chúng ta không thể thấy được. Từ đó mà chúng ta mới bị gì, ngủ ẩn giai không, và làm cho
các giới định huệ ha, chúng ta bị mờ đi, và từ đó chúng ta mới đi vào nghiệp ha. Đi vào nghiệp sau đó chúng ta mới bị quần sinh tử luân hồi. Mà hôm trước chúng ta đã biết về phần sinh tử luân hồi trên các video clip của tôi ha, ở trên YouTube và các nền tảng xã hội thì tôi cũng đã nói đến ha. Việc này chúng ta thấy được sự phiền não là luôn luôn ha, làm chia lắp của chúng sanh ha, cũng vì tập khí tập tánh ha, và làm cho chúng sanh không thấy được Phật tánh của mình ha. Bởi vì không thấy được Phật tánh, do từ đó mà sao không thấy được đạo Bồ Đề của Niết Bàn, và như vậy thì Bồ Tát chẳng đặng cùng Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta thấy được sự lý ở đây, tánh lượng của đạo Phật chẳng diệt ha, chẳng thể có thể nói là ngắn hoặc là dài, vì sự vi diệu của thẩm thâm của Phật Pháp ha, sự thẩm thâm của Pháp Tạng Như Lai, mà từ đó mà chúng ta biết được là công dụng như tâm của chúng sinh ha. Trên kinh cũng đã nói, trên kinh Niết Bàn chẳng phải sắc, chẳng phải đỏ, chẳng phải vàng ha, vân vân, chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, đó là điều đó ha. Cái chán buộc về phần nghĩa này ha, do nghĩa này ha, nên Đức Phật và ông Tu Đạt Đa này trưởng giảng ha. Ông Tu Đạt Đa là các trưởng giảng ha. Trưởng giảng chẳng giữ gìn tâm ha. Nếu chẳng giữ gìn tâm thiền định, chẳng giữ gìn tâm phân miệng ha. Hay con nói cách khác là miệng là gì? Khẩu ha. Tâm là thân khẩu, tâm là ý ha. Thân khẩu khẩu ý, đó là chẳng giữ gìn ha. Nếu chẳng giữ gìn là phải là làm sao ha? Chẳng phải mở, chẳng phải nhập ha. Chẳng phải pháp có thể thấy được. Thế thì căn là có thật không? Do nghĩa này Đức Phật đã nói với này trưởng giả, tâm là chân thành ha, chưa thành trưởng giả, nếu chẳng giữ gìn tâm thiền ha, tâm thiền chẳng phải giữ gìn thân miệng ha. Thì có nghĩa là chúng ta không giữ gìn thân miệng. Nếu giữ gìn tâm thờ, giữ gìn thân miệng, dẫu chẳng giữ gìn thân miệng này làm cho chư chúng sanh ha, làm cho chúng ta bị lạc đi một ba đường ác đạo, hay còn gọi là tam đồ khổ ha. Như vậy thì chúng ta thấy được việc liên quan tới tam đồ khổ đó chính là thân miệng ha. Thân miệng, tâm thân miệng ha. Nếu giữ gìn tâm thân miệng, bản chánh ha, bản chất của tâm thân này làm cho chúng sanh ha, sẽ không rơi vào ba tam ác đạo ha. Ba tam ác đạo này giữ gìn thân miệng thời là cho chúng sanh ha, có thể sanh ở trời người và đạt được chứng Bồ Đề, đạt được chứng Bồ Đề. Trên kinh cũng đã nói ha, trên kinh Niết Bàn cũng đã nói đạt được chứng trở thành Niết Bàn, chúng ta tạm gọi là chân thật, chẳng đặng không thể gọi là không chân thật. Điều này có nghĩa lý là nếu chúng ta ha, làm những điều y giáo phụng hành thì chúng ta sẽ đạt được thân khẩu ý ha. Khi thân tâm thanh tịnh thì chúng ta mới có gì, mới biết được ha, đâu là nghĩa lý của thế gian, đâu là hoan lạc, đâu là hoan hỷ, đâu là nhất thời. Vì không thấy hiểu được nghĩa lý ha, nên tất tệ của chúng sinh ha,
đều có thể rất dễ dàng rơi vào tam đồ khổ. Sự rơi vào tam đồ khổ thì sự là do quyết định chúng ta bị tâm bị chi phối, tâm chi phối. Từ đó mà nghiệp lực mới dẫn dắt, mới dẫn dắt chúng ta đi vào cõi mơ mà Đức Phật đã gọi là cõi mơ. Vì sao mơ? Vì hành trần, sắc trần, cảnh trần và tâm trần đều làm cho chúng ta phải bị nhiễm vi sắc. Các vi sắc này làm cho chúng ta không thể nào buông bỏ được. Vì trên kinh Đức Phật đã nói, nếu chúng ta cầu đạo chân thật giải thoát thì chúng ta còn phải vạn duyên buông bỏ. Vì vạn duyên buông bỏ chúng ta mới có tâm cầu thành đạo Bồ Đề. Đây là tâm cầu đạo chân thật, chân thành và chân chính và đúng theo chánh pháp, đúng theo pháp tạng của Như Lai, đúng theo pháp tạng Như Lai. Vì sao thế? Vì một khi quý vị tâm chưa an, chưa buông bỏ được, chưa buông bỏ được sự nghĩa lý của pháp thế gian, thì quý vị còn phải đắm nhiệm, các vị đồng tu cũng nên lưu ý chỗ này. Sự đắm nhiễm của chúng ta rất dễ dàng. Trên kinh Đức Phật cũng đã nói rất nhiều chúng ta sắc bất thị không, không tức thị sắc. Mà trên kinh Kim Cang, trên kinh Vô Lượng, trên kinh A Di Đà và tất cả các kinh Địa Tạng cũng đã nói rất rõ ra sắc bất thị không. Nếu còn đắm nhiễm trong sắc, sắc ở đây là sắc cảnh của hồng trần. Nếu chúng ta còn vương vấn vào sức và quản duyên chưa buông xuống là chẳng phải. Nếu quý vị quản duyên mà còn chưa buông xuống thì quý vị chẳng phải chân thật cầu đạo Bồ Đề, là còn phải đi theo con đường cầu đạo chân thành. Sự chân thành của đạo là còn phải tinh tấn dũng mãnh. Sự tinh tấn dũng mãnh là quá trình trong, sự tinh tấn dũng mãnh là quá trình trong việc mà quý vị tâm ý còn phải buông bỏ sự quản duyên. Nên vì nghĩa lý này sự buông bỏ quản duyên là điều cần thiết đối với người tu đạo, với người cầu đạo chân một cách chân thật. Vì cầu đạo Bồ Đề chân thật, quý vị sẽ thấy được sao? Tất cả đều là sao? Hư vọng. Nếu thấy được sự hư vọng thì chẳng khác nào quý vị đã thấy được sự giác ngộ. Một khi đã giác ngộ thì quý vị, tâm quý vị đang trong quá trình của bình ổn, đang tìm trong trở lại với chính mình. Việc trở lại với chính mình đó là sao? Đó là đi cô tìm con đường giải thoát giác ngộ. Đó là con đường chân chính của người tu đạo, có người cầu đạo Bồ Đề giải thoát. Sự việc này quý vị sẽ lý giải được vì sao trên kinh Đại Bát Niết Bàn Bồ Tát và các vị chư Phật đều nói là bởi vì tất cả các phàm phu chúng sanh
gọi là hư vọng. Trong khi đó ha, là hư vọng, là vô thường. Nhưng trong khi đó Bồ Tát và Niết Bàn là lợi, gọi là gì, là thường và không hư vọng. Bởi vì tâm của phàm phu chúng ta, tâm của phàm phu chúng ta là tâm gì, là tâm trong giới hạn ha, tâm trong giới hạn, tâm trang trong bước đường cầu đạo. Còn tâm của các chư Phật và Bồ Tát là tâm bình đẳng ha, yêu thương và từ bi, để mục đích là phổ độ cho tất cả chúng sinh muôn loài. Đó là sự tâm khác nhau ha. Mà hôm trước các video clip tôi đã giảng về các phần ha, thì quý vị có thể xem trên YouTube ha, trên YouTube của tôi, để có thể hiểu được ha, tại sao các tâm lại khác nhau như vậy ha. Tâm của ở cõi mỗi cõi khác nhau ha, chúng ta sẽ thấy được sự cõi khác nhau là ở chỗ này ha. Tâm của cõi người và cõi trời ha. Tâm của cõi thú, tâm của cõi địa ngục, tâm của cõi Atula và tâm của các vị A La Hán, tâm của các vị Bồ Tát và các vị chư Phật. Đó là mỗi tâm khác nhau, đó là điều có sức mỗi người phàm phu và các vị đồng tu của chúng ta ha. Cần phải hiểu được là nghĩa lý của sự lý ha. Sự lý còn phải chân thật, đó mới là chúng ta mang tính chất chân thật cầu đạo ha, để giải thoát qua giác ngộ. Nếu đi ngược vào những vấn đề trên ha, như tôi nói trên ha, thì việc chân thật của quý vị là chưa hoàn toàn ha. Quý vị còn chưa buông bỏ, thì có nghĩa là còn chưa có thể cầu đạo một cách chân chính nhất, chân thành đó. Việc chân thành ở đây là quý vị sẽ dễ dàng sớm tìm ra con đường giải thoát đắc đạo và tu hành ha. Sự khổ hạnh của quý vị là một động lực để đi đến sự gì, giác ngộ và giải thoát. Vì sao thế? Vì vô năng sở đắc ha, bất đắc dĩ năng ha. Năng vô bất trì. Nếu chúng ta không tinh tấn, chúng ta không dũng mãnh nghiên cứu ha, tham cứu, thì quý vị sẽ không thể dùng tâm chân thành ha. Vì vạn vật có thể đối đãi với chúng ta là không chân thật, nhưng tâm của chúng ta phải đối đãi với vạn vật là phải chân thật. Đó mới thực sự là người tu đạo Bồ Đề một cách chân thật nhất và chân thành nhất ha. Cuối cùng, sau bài giảng kinh điển và thuyết pháp trong Phật giáo ha, này, tôi cũng muốn chúc quý vị đồng tu ha, tinh tấn dũng mãnh và tìm được con đường giải thoát giác ngộ để cầu đạo ha. Và hy vọng ha, tôi sẽ hoan hỷ ha, với quý vị về việc chia sẻ, cung cấp thông tin và quá trình ha, tu đạo Bồ Đề để có được giải thoát ha. Và đó là cũng là quý vị đã đang trên con đường tìm lại chính mình ha, tìm lại chính mình để đáp lại những ân nghĩa ha, mà bản thân của con người phàm phu chúng ta còn mỗi vị đều có ha. Đó là chúng ta đang có trên đôi vai ha, đôi vai của các ơn đức lớn, đó là tứ trọng ân ha, tứ trọng ân. Chúng ta còn phải
tinh tấn hơn, nỗ lực hơn để sớm ngày bổ sung thêm kiến thức kho tàng kinh điển Phật giáo để tu hành tinh tấn, để sớm được chứng đắc ở quả vị cao nhất ở đời này và ở đời vị lai tiếp theo. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.